Thế bố đố bạn gì? Bố đang làm cái gì cho bạn gì? Bây giờ đâu ngồi, tôi đang hồ bơi đó. Có phải hồ bơi không nhờ? Thế để bố bế ra đang bơm nước vào nhỉ? Trong đi để mẹ cắm vòi nước vào cho con cầm nhá, cầm vòi nhá. Được. Bố ấy giờ mai bạn đi tắm nhá. Đúng rồi. Bố con mình cùng tắm, cùng bơi. Rồi, mai bố mình tắm nhá.